cảm ơn những dàn vỗ tay của quý vị rất nhiều. Được rồi, đây nghe còn à. Trời đất ơi, cảm cái người ốm vậy đó mà không biết hơi đâu mà quá trời quá đất luôn vậy. Thành ra các cô các chú rất là thấy cô chú anh chị đợi cũng lâu, cũng khuya rồi. Một cuộc chương trình ở đằng sau cũng một đặc biệt lắm. Và theo cô chú anh chị là hồi nãy giờ em tưởng anh hút thuốc lá không đó. Dạ. Dạ không thưa quý vị, cái nhẫn đó dạ. Một số anh chị xa xa cũng tưởng giống em vậy đó dạ. Dạ. Nên phải đính chính giùm anh dạ. Anh Linh ơi, sao áo quần của anh có nhiều hộp quá vậy anh dạ. Nó có làm anh nặng, anh hát không nổi không? Dạ không hề, hề hứng gì hết trơn đó. Anh thì đứng trước em anh không nói được gì. Dạ. Nhưng mà anh thấy Linh Tý rồi. À dạ. Linh Tý chị được em. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ, cảm ơn phần góp mặt của Huy Sang rất nhiều. Thiệt ra là ảnh cũng rất là vui tính thưa quý vị. Nhưng mà tại vì em ra đột xuất quá là ảnh phải chạy vô liền. Để làm gì ạ? Bởi vì bây giờ cũng đã về khuya rồi. Mà tụi em cũng không muốn tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Trong những giây phút này và trong thời gian vừa qua, khi mà nhận thấy trong những ngày lễ cô nàng này chạy show, tụi em cũng rất là vui. Bởi vì đi giao lưu được rất nhiều quý vị khán giả. Và đặc biệt có khi anh Phong Minh nói là em đi đến đâu cũng sẽ luôn có được rất nhiều quý vị khán giả yêu thương, sẽ luôn đồng hành. Nên hôm nay Ngọc Tiên nghĩ rằng quý vị cùng chờ đợi đến giờ phút này cũng là sự yêu thương của quý vị dành tặng cho em. Và một cái tên rất là dễ thương, một từ giống như hồi nãy anh Misa có nhắc đến, món dạ rất đáng yêu chúng ta. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ ngay với phần giao lưu với sóng gió cuộc đời chương trình hôm nay, đó chính là ái nữ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Hồng Loan. Thôi chị thấy cái áo này nổi hơn chị rồi, chị đi vô. Cảm ơn chị. Dạ, Hồng Loan xin kính chào và cô bác có mặt tại buổi lễ hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, lời đầu tiên Hồng Loan kính chúc ông bà cô chú được gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe và thành công trên cuộc sống nhiều hơn ạ. Dạ, bài đầu tiên cho Hồng Loan xin kính tặng ông bà cô chú là bài Lời Mẹ Ru. Bài này con được nghe ba con hát rất là hay, cho nên con hôm nay con muốn học hỏi thêm và truyền cảm ơn thêm về cái bài này để gửi tặng ông bà cô chú trong dịp hôm nay ạ. Con cảm ơn rất nhiều. Oh,
Anh nói là từ lúc mà 7 giờ á, anh nói đến mình từ lúc 7 giờ. Anh cứng đến từ lúc 7 giờ tới giờ luôn á. Rồi con để xuống đi con. Chị đi kẹ nữa đó, chị đi kẹ chị lo. Dạ, bài thứ hai con xin gửi tặng đến ông bà cô chú là bài Tuổi Phận Đời Con của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Mong ông bà cô chú cùng thưởng thức cùng con nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.